Xin kính chào quý vị, tôi là Phùng Ngọc Tĩnh. Như các bác thấy trên màn hình đấy, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2019. Tôi xin được trao đổi với các bác một cái đề tài cũng khá là thú vị. Bởi vì cách đây hơn một tuần thì tôi có giới thiệu với các bác một cái bát sâm vẽ rồng năm móng và có nhờ trao đổi thảo luận cùng với các bác xem là nó có phải được ứng dụng hay không. Thì qua đó thì mới nhận thấy rằng là có rất nhiều nhà sưu tầm chúng ta đã có một cái suy nghĩ và có một cái nhận định là đã là cổ vật chuẩn được sản xuất vào các thời kỳ phong kiến, mà cụ thể trong đây tôi nói đến nhà Minh nhà Thanh của Trung Hoa đi, được thể hiện đề tài rồng năm móng thì phải là đồ ngữ dụng. Và cái nhận định này nó có đúng hay không? Thì chính là cái chủ đề mà tôi sẽ cùng trao đổi với các bác ngày hôm nay. Thế thì trước khi để đi vào trao đổi với các bác ngày hôm nay thì tôi xin có một cái lưu ý trước. Một lưu ý nhỏ nhỏ thôi. Vì với cái kinh nghiệm của mình thì tôi có thể tìm được rất nhiều, có thể hàng trăm những cái cổ vật khác nhau được thể hiện đề tài rồng năm móng, theo tôi là chuẩn cổ, cũng thể hiện rồng năm móng nhưng không phải đồ ngữ dụng. Nhưng mà nếu tôi lấy các cái ví dụ và những cái nhận định của tôi để tôi đưa vào trong cái video clip này ấy, tôi biết chắc chắn rằng nó sẽ không có tính thuyết phục, bởi vì nhiều bác đương nhiên rồi sẽ không tin vào cái khả năng nhận định của tôi. Và chính vì vậy ngày hôm nay tôi sẽ lấy các cái ví dụ ở trong cái bài thuyết trình này ngày hôm nay của tôi là hoàn toàn là những cái hiện vật đã thông qua các đội ngũ chuyên gia xanh giỏi, hay gọi là sừng giỏ đấy, của hai hãng đấu giá nổi tiếng hàng đầu thế giới là Sotheby's và Christie. Thế thì hai cái hãng đấu giá này người ta tập hợp được những cái chuyên gia, tức là chuyên sâu trong các cái lĩnh vực rất hẹp. Và khi có một cái hiện vật hay một cái chủ đề nào liên quan đến cái lĩnh vực của các cái nhóm chuyên gia nào đó thì người ta sẽ cùng với nhau vào thẩm định. Người ta thẩm định. Cái việc thẩm định này nó rất là quan trọng, bởi vì nó liên quan đến cái giá đấu giá sau này và cái thông tin cung cấp cho những người tham gia đấu giá. Bởi vì các bác biết ấy, nếu một cái hiện vật đấu giá thành công, tôi lấy ví dụ như một cái cổ vật thuộc triều đại, thuộc đồ ngữ dụng triều nhà Minh, tôi lấy ví dụ như vậy, mà được đấu giá thành công với giá 10 triệu đô Mỹ thì cái hãng đấu giá này nó sẽ được hưởng 10 đến 15% cho cái phí đấu giá đấy. Có nghĩa là nếu hiện vật là 10 triệu đô Mỹ thì họ được hưởng khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi đô Mỹ. Nhưng ngược lại, nếu họ thẩm định sai thì mà họ bị kiện và thua kiện thì họ phải có trách nhiệm bồi thường cho người bán cái phần thiệt hại đó theo cái quyết định của quan tòa. Cho chính vì vậy mà các cái hiện vật đã qua các cái hãng đấu giá nổi tiếng như hai cái hãng này thì gần như chắc chắn là đồ thật. Và thông tin họ đưa ra phần lớn là thật. Vẫn có trường hợp sai sót nhưng rất thấp. Và một cái ý nữa là tôi muốn nhấn mạnh ở đây ấy. Có một số bác thì có thể sẽ trong các cái ví dụ mà tôi đưa ra đây này thì phần lớn là những cái hiện vật vẽ rồng năm móng thuộc các triều đại phong kiến nhà Minh nhà Thanh, nhưng người ta không đề cập gì đến nó là ngữ dụng hay không ngữ dụng. Thì có một số bác sẽ nói là như vậy thì các vị chuyên gia này người ta không có khẳng định được, chưa khẳng định được nó là ngữ dụng không ngữ dụng, thì như vậy không thể kết luận được nó không phải đồ ngữ dụng. Được, ta cứ chấp nhận quan điểm đó đi. Thế nhưng tôi lại hỏi ngược lại, nếu như các bác cho rằng đã là đồ thật thuộc các thời kỳ phong kiến đó mà vẽ rồng năm móng, đương nhiên phải là đồ ngữ dụng. Thế vậy thì nếu mà theo cái quan điểm đó thì những cái người các hãng đấu giá này, người ta cứ thấy rồng năm móng đồ thật là người ta đưa mô tả luôn là đồ ngữ dụng. Việc gì còn phải thận trọng đến mức độ không dám ghi cái gì vào đấy. Có phải không ạ? Chứng tỏ rằng
vẫn có những cái hiện vật rồng năm móng là cổ vật thật thuộc các triều đại phong kiến nhưng không phải đồ ngự dụng. Và đó là những cái hiện vật như thế nào? Thì đây là chính là các cái ví dụ cụ thể mà tôi sẽ giới thiệu các bác sau đây. Cái hiện vật đầu tiên là một cái bình pháp lam. Đây là vẽ lưỡng long tranh châu phải không ạ? Đây, cái hạt châu hay một số bác gọi là lưỡng long chầu Nhật phải không ạ? Một con rồng màu xanh, một con rồng màu đỏ, rồng năm móng đây. Cái giá đấu giá là 750.000 đô Hồng Kông, tương đương với hơn 95.000 đô Mỹ và cũng tương đương với hơn 2 tỷ 2 tiền Việt cho một cái đồ pháp lam vẽ rồng năm móng đời Càn Long đây. Thế thì đây các bác nhìn cận cảnh hơn, đây rồng năm móng đây, con này màu, con kia là màu xanh. Đây là hạt châu đây ở giữa, các bác nhìn thấy các cái họa tiết. Đấy, nhìn thì đúng là cổ rồi. Đây đây, đời Càn Long. Nhưng mà quan trọng là cái phần mô tả này và phần catalog. Các bác nhìn thấy là cả hai cái phần này không hề nhắc một chữ nào đến đồ ngự dụng. Người ta chỉ nói nó là rồng năm móng. Đấy. Có hai con, một con rồng đỏ, một con rồng xanh với năm móng. Đấy. Đang tranh châu, phải không ạ? Không nhắc gì đến đồ ngự dụng. Ở đây vậy không có một chữ nào nói đồ ngự dụng. Và để các bác có một cái so sánh thuyết phục hơn nữa thì tôi sẽ giới thiệu với các bác một cái hiện vật thuộc về đời Ung Chính, cũng là đồ pháp lam, mà cái này thì chỉ có vẽ rồng ba móng thôi. Đây, đời nhà Thanh, đời Ung Chính. Ở đây là người ta ghi nhầm các bác nhé. Cái thời gian người ta mở ngoặc ở đây này, người ta ghi 1736 đến 1795 chính là thời kỳ của vua Càn Long chứ không phải vua Ung Chính. Đấy. Nhưng mà đây thì người ta ghi nhầm các bác nhé. Đấy. Vẽ rồng ba móng các bác nhé. Như vậy là cùng thời, đây là cùng thời Càn Long nhé, chứ không phải Ung Chính đâu. Cùng thời mấy cái bình năm móng, bình pháp lam năm móng vừa xong đấy. Thế bây giờ các bác hãy cùng nhìn cái đường link. Đây các bác nhìn đây. Đây chính là cái đường link, cái hiện vật vẽ rồng năm móng. Đây là đời Càn Long chứ không phải đời Ung Chính, người ta ghi nhầm đây này. Mình là 1736, 1795. Đời Ung Chính phải là 1723 đến 1735. Như vậy đây người ta ghi nhầm rồi. Ở đây các bác nhìn thấy đây là ba móng này, phải không ạ? Một cái bình pháp lam đẹp. Ba móng thì không phải ngự dụng rồi, phải không ạ? Đó. Ba móng, phải không ạ? Nhìn rất rõ. Nhưng đến đây các bác hãy cùng nhìn đây, một cái có thể nói là siêu hiếm bình pháp lam thời nhà Thanh. Đây là thuộc đoạn giai đoạn người ta nói là Ung Chính, nhưng mà với cái thời gian như này là đời Càn Long nhé. Cao 57,3 cm, cái giá ước lượng là 6-8 triệu đô Hồng Kông, và thực tế giá bán, giá đấu giá cuối cùng ấy là 14.500.000 đô Hồng Kông. Đấy, các bác thấy chưa? Như vậy cái anh này thì lại vẽ rồng ba móng mà giá lại 14.500.000 đô la Hồng Kông. Trong khi đó cái anh vẽ rồng năm móng vừa xong á thì lại chỉ có 750.000 đô la Hồng Kông. Như vậy là cái anh này nó gấp hơn 19 lần, tức là xấp xỉ 20 lần. Như vậy một cái hiện vật vẽ ba móng cùng là đồ pháp lam mà nếu như theo cái khoảng thời gian này thì là cùng đời Càn Long. Thì lại có giá xấp xỉ 20 lần so với anh vẽ rồng năm móng. Như vậy thì cái anh vẽ rồng năm móng, được thể hiện rồng năm móng ấy, có phải đồ ngự dụng hay không? Nó một câu hỏi to tướng cho những bác nào tin là cứ rồng năm móng là đồ ngự dụng. Có phải không ạ? Đấy. Thì đó là một cái căn cứ. Đấy, quay trở lại. Bây giờ các bác hãy cùng tiếp theo, các bác hãy cùng xem nào. Đây là một cái ví dụ nữa về đời nhà Minh. Đồ men lam đây. Đây các bác hãy cùng nhìn nào. Đời thầy Xuân Đề hoặc là Trang Tòng, cái giá ước lượng là 100.000 đến 150.000 đô Mỹ. Đây, của hãng Sotheby's. Đây các bác hãy cùng nhìn. Đây dòng năm móng đây. Một cái lọ phải không ạ?
Và quan trọng bây giờ các bác nhìn thấy là toàn bộ phần mô tả không có một chữ nào nhắc đến chữ ngụy dụng, mà chỉ nói đến cái rồng năm móng. Đấy. Chứ không hề nhắc chữ nào chữ ngụy dụng, và chiều cao là 30,5 cm. Tiếp theo cái phần catalog cũng chỉ nói là nó rất là siêu hiếm, thuộc cái giai đoạn vua Xuân Đề hoặc là vua Cheng Tòng. Đó. Cũng không hề nhắc cái nào đến là khẳng định nó là đồ ngụy dụng. Và ngoài ra nữa thì một cái bình có dáng hình hồ lô thuộc thế kỷ 16 đời nhà Minh. Đây các bác nhìn đây, cũng khá đẹp phải không ạ? Và giá bán thực tế là 100.000 đô la Hồng Kông. 100.000 đô la Hồng Kông. 100.000 đô la Hồng Kông thì nó tương đương với khoảng mấy trăm triệu tiền Việt thôi nhỉ? Đó. Khoảng mấy trăm triệu tiền Việt thôi. Đó. Cho một cái bình vẽ rồng năm móng. Vậy thì một cái bình mà tương đương với khoảng có mấy trăm triệu tiền Việt thì các bác đã hình dung nó không thể đủ ngư dụng được rồi. Đấy. Mà qua hãng Sotheby's các bác nhé. Đây rồng năm móng đây. Hình hồ lô phải không ạ? Đây là hình cận cảnh hơn. Thực tế bán 100.000 đô Hồng Kông. Và cái phần giới thiệu của nó ở đây cũng chỉ nói là rồng năm móng, cũng không có hề có một chữ nào nói nó đồ ngữ dụng cả. Đó. Tương tự như vậy, phần catalog cũng không hề nhắc gì đến đồ ngữ dụng. Và đến đây là một cái đồ thuộc về giai đoạn vua Gia Tĩnh. Một cái lọ, nếu mà cảm quan mà nói, thông thường mà nói thì nhìn con rồng này nó cũng khó thuyết phục tôi với các bác là nó là đồ ngữ dụng được rồi, mặc dù rồng năm móng đây. Và đây là nó có cái hiệu đề đây. Đó. Một cái lọ. Đây, cái hình cận cảnh hơn, năm móng đây các bác. Đó. Và cái phần mô tả của họ này, lời giới thiệu này. Một cái lọ nhỏ vẽ rồng. Hiệu đề 6 chữ đời Gia Tĩnh với bên trong của một cái hai vòng tròn, tức là double circle ấy, thuộc giai đoạn 1522-1666, một cái thời kỳ trị vì rất là dài, 44 năm đời vua Gia Tĩnh. Nó cao chỉ có 10,8 cm thôi, và giá ước lượng là 200.000 đến 300.000 đô Hồng Kông, và giá thực tế bán là 524.000 đô la Hồng Kông. 524.000 đô la Hồng Kông tức là chưa đến 2 tỷ tiền Việt Nam. Đó. Ở đây và tương tự như vậy phía dưới này cũng không hề nhắc nào đến chữ ngữ dụng nào cả. Đấy. Và tiếp theo sang cái đời Vạn Lịch là 1573 đến 1619, đây các bác cùng nhìn đây. Con rồng này nó cũng khó có thể, tôi không biết là có ai đủ tự tin để nói con rồng này là con đồ ngữ dụng được hay không, mặc dù năm móng đây. Về cảm quan mà nói thì nó là đồ đẹp, nhưng mà bảo nó đồ ngữ dụng thì không thuyết phục rồi. Và cụ thể ở đây thì người ta nói là cái hiệu đề ở đây thuộc đời Vạn Lịch 1573 đến 1619, là cuối 16 đầu thế kỷ 17, ước lượng là 200.000 đến 300.000 đô la Hồng Kông trong cái đường vòng tròn này. À thì cái cách đọc cái hiệu đề này các bác như này. Cái ở đây cái chữ great trong tiếng Anh tức là ta dịch ra là vĩ đại, đại. Còn ở đây là cái phân biệt minh hay thanh ấy, chính là cái chữ này. Đấy, ta nhìn thấy có cái double hai cái rời nhau như này. Đấy. Trông như hai cái thang này. Thì đấy là để nhà Minh. Như vậy đây ta có thể dịch như này này, đại minh. Đấy, vạn lịch này, niên chế. Như vậy để cái chữ đại với chữ niên chế thì nó dễ rồi, nó giống nhau rồi. Thì sang cái đời nhà Thanh thì nó có cái chữ nhà Thanh nó khác ở đây thôi. Thì chẳng hạn như đến nhà Thanh thì ta gọi là Đại Thanh Khang Hy Niên Chế, Đại Thanh Càn Long Niên Chế hay gì đó. Thì nó khác nhau vậy. Như vậy đây khác, đây là chữ Minh này. À, và tên của vua thôi. Cái niên hiệu của vua. Đấy, thì đây là cái... Rồi và đây người ta giới thiệu nào. Ước lượng là 200.000 đến 300.000 đô Hồng Kông để vua Vạn Lịch này. Và giá thực tế bán là 937.500 đô la Hồng Kông. À, có nghĩa là cũng chưa đến 3 tỷ đồng tiền Việt.
Rồi, không có một chữ nào nói đến dòng ngữ dụng cả, là ngữ dụng cả, mà chỉ nói là dòng năm móng thôi. Và có 6, hiệu đề 6 chữ. Ừ, và đến đây thì cái hiện vật này rất là thú vị. Qua cái cách mô tả của cái hãng Christie ấy, người ta không khẳng định là đồ ngữ dụng, nhưng người ta rất là tỉnh táo và thận trọng. Người ta không nói đồ ngữ dụng, nhưng người ta nói về cái siêu hiếm và đẹp nhất đời nhà Minh, gần như là đẹp nhất trong đời nhà Minh, trong cái hàng ngũ vẽ đồ men lam. Đấy, các bác được biết là có một cái hiện vật đời nhà Minh, đời vua Thành Hóa, mà chính là cái bát là vẽ con gà trống, gà mái, mấy con gà con ấy. Là người ta có những cái tài liệu người ta nói là đời vua Thành Hóa là lò ngự dụng Cảnh Đức Chấn ấy, làm cho cái người ái phi mà được vua Thành Hóa sủng ái nhất ấy. Và sau này được bán với giá hơn 36 triệu đô. Thì nó có cái sự tích rõ ràng. Thì cái hãng nó bán được hơn 36 triệu đô là cho dành cho cái đồ màu. Nhưng cái này là cái đời nhà Minh này, thì cái hãng này người ta giải thích rất là khôn. Người ta chỉ nói nó gần như là cái đồ men lam đẹp nhất. Đấy, trong thời đại nhà Minh. Và nó rất là hiếm có. Rất là hiếm có. Người ta tả như vậy. Và người ta cũng nói là cái rồng năm móng này này, nó là sản, cái bình này là sản phẩm của lò ngự dụng, và cái rồng năm móng này thể hiện cái quyền lực tuyệt đối của triều đình. Nhưng người ta lại không nói đồ ngự dụng. Như vậy thì nếu mà có kiện thì cũng rất khó. Nhưng qua cách mô tả như vậy, người ta có ám chỉ đây chính là đồ ngự dụng. Và giá thực tế của cái bình này của hãng Christie, người ta đấu giá cuối cùng là hơn 20 triệu đô Mỹ các bác nhé. Và đây là một cái video clip mà tôi cho cái đường link ở đây để các bác cùng tham khảo. Thì qua cái hình ảnh ở đây thì tôi có thể tạm dịch theo cái trí nhớ của mình, bởi vì tôi đưa cái mic vào đây nó không đưa ra tiếng được. À, đây là một cái bình ấy mà người chủ ấy, người ta tin rằng nó là thế kỷ 18, được dùng để trang trí. Và cụ thể là người ta dùng là làm một cái đẻ ô, đựng cái ô che đầu ấy. Người ta đẻ với ô. Thì khi mà những cái chuyên gia của cái hãng đấu giá Christie này, người ta liên hệ với cái người chủ này ấy, thì người ta đồng ý gửi cái bình này đến London để xem xét thẩm định. Thì khi mà gửi đến nơi ấy, thì những cái chuyên gia của hãng Christie này, người ta ngỡ ngàng đến không nói lên lời ấy, bởi vì nó quá đẹp và quá hiếm. Và đây là một cái bình có kích cỡ rất là lớn, thuộc về thời kỳ vua Xuân Đề, đời nhà Minh, từ năm 1426 đến năm 1426 đến hình như là 1437, nếu tôi nhớ không nhầm. Và cái bình này ấy, thì nó có một cái đặc biệt nữa là nó có cái hình dấu cộng ở phía dưới đáy này. Vì một cái bình lớn như thế này thì rất khó để nung ở trong lò mà không tránh khỏi cái việc mà nó bị nổ hoặc là nó bị sụp đổ. Và vì vậy người ta đã có những cái phần kê nó tạo ra những cái dấu ở dưới đáy như này. Vì một cái bình đây là một kích cỡ nó quá lớn. Và cái rồng năm móng này thể hiện cái quyền lực tuyệt đối của triều đình. Còn những cái rồng ba móng thì chỉ thể hiện cho các cái hoàng tử thôi. Một cái điểm đặc biệt nữa ở cái bình này đó chính là nó có 4 cái mặt nạ ở xung quanh. 4 cái hình, 4 cái mặt nạ bí ẩn ở xung quanh cái vai. Và ngoài ra nữa thì nó có cái hiệu đề 4 chữ Xuân Đề Niên Chế ở trên. Đây là người ta trải rộng nó ra theo như kiểu mặt phẳng để người ta giới thiệu cho nó dễ. Đây là một cái đồ mà có thể nói là đời nhà Minh đẹp nhất từ trước đến nay được biết qua cái hãng đấu giá này. Và một cái đỉnh cao của nghệ thuật gốm sứ Trung Hoa. Một cái có thể nói là đây là một cái đẻ ô có giá trị nhất từ trước đến nay. Và đó là cái lời người ta nói vui. Thế thì quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay, thì khi mà một số bác theo dõi thì đã biết mà cách đây hơn một tuần ấy,
Thì tôi có đưa trên Facebook để các bác thảo luận về cái bát bát úp mà vẽ rồng năm móng của tôi, và tôi có đưa thêm một số những cái hình tôi lấy trên mạng về cái đĩa vẽ rồng năm móng mà đời nhà Minh á. Thì sau đấy tôi có hỏi một số một một cái ông chuyên gia khá uy tín người Mỹ, thì ông ta có nói là thứ nhất là cái đĩa đời nhà Minh ấy, thì nó ông ta xác định là nó thuộc vào đời cuối của vua Gia Tĩnh hoặc là đầu của vua vua Vạn Lịch, là cuối thế kỷ 16, hay nói cách khác là cuối đời nhà Minh. Và đến cái bát bát úp của tôi mà vẽ rồng năm móng thì ông ta nói nó là cái đồ cuối thế kỷ 19 và nó là đồ miền Nam Huế do Trung Quốc xuất khẩu sang Việt Nam cho thị trường Việt Nam. Và quan trọng nhất ở đây là cái phần đoạn sau của cái lá thư mà ông ấy tư vấn ấy, thì ông ta có nói là cái câu chuyện về rồng năm móng được dùng bởi tức là đồ ngữ dụng ấy, nó chỉ thực sự đúng cho cái đúng cái triều đại nhà vua trị vì và có cái đúng cái hiệu đề đó, và chỉ áp dụng cho lò ngữ dụng mà thôi. Có nghĩa là đúng triều đại, thời vua trị vì, đúng hiệu đề và chỉ áp dụng cho lò cảnh Đức Trấn, à cho cái lò ngữ dụng. À, có hàng triệu những cái đồ gốm sứ và những cái đồ vật khác mà được sản xuất ra và được sở hữu bởi những được sản xuất ra và sử dụng bởi những cái tầng lớp bình dân mà không có bất kỳ một vấn đề gì. Đó. Thì cái câu chốt trong cái lá thư này nó cũng thay cho cái kết luận của cái video clip của tôi ngày hôm nay ở đây. Như vậy là có rất nhiều, mà đây ông ta nói là hàng triệu đấy, những cái đồ gốm sứ hoặc là những cái hiện vật khác mà được sản xuất ra và được sử dụng bởi những cái tầng lớp bình dân mà không có cái vấn đề gì cả. Đấy các bác. Và hay ta nói một cách khác, không phải cứ cổ vật thật thuộc triều đại phong kiến mà thể hiện đề tài rồng năm móng là đồ ngữ dụng. À, xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào các bác.